tự chữa khỏi bệnh trĩ nặng chỉ bằng 3 loại thảo dược dễ kiếm. Tôi mắc phải bệnh trĩ đã 5 năm. Cách đây 1 năm, bệnh trĩ phát nặng ở trên cấp độ 3, chuyển sang cấp độ 4. Sau 3 tháng tự chữa bệnh, đến nay tôi đã thoát được căn bệnh này. Tôi năm nay đã bước vào tuổi lục tuần, đang công tác tại văn phòng của một doanh nghiệp ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tôi mắc phải bệnh trĩ đã 5 năm. Cách đây 1 năm, bệnh trĩ phát nặng ở cấp độ 3, chuyển sang cấp độ 4. Khi đại tiện ra máu tươi, lúc thì nhỏ giọt, lúc thì chảy ra như gà cắt tiết. Bú trĩ lòi ra, xương lên đau rát và không tự co vào được. Ban đêm đang ngủ phải tỉnh giấc vì bị ngứa dữ dội ở hậu môn, triệu chứng của những người bị bệnh trĩ nặng. Song vì công việc hàng ngày, tôi vẫn phải đi làm. Tôi đã sưu tầm tài liệu, nghiên cứu rất kỹ căn bệnh này để tự chữa bệnh cho mình khi chưa có điều kiện để đến phẫu thuật tại bệnh viện và cũng để tiết kiệm tiền. Sau 3 tháng tự chữa bệnh, đến nay tôi đã thoát được căn bệnh này. Từ thực tế, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm, nắm được bí quyết về cách phòng chống và tự điều trị bệnh trĩ cho mình bằng các loại thảo dược phổ biến và rất dễ tìm kiếm. Nay tôi viết bài này để các bạn, những người đang bị bệnh trĩ, đặc biệt được xem là nặng, tự tham khảo và điều trị cho mình với hiệu quả rất cao, chi phí rất thấp, không đáng kể. Bệnh nặng, nếu uống các loại thuốc đông dược thì phải dùng liên tục trên 6 tháng, chi phí khá lớn, nhưng nếu người bệnh không kiên cử về ăn uống, sinh hoạt thì bệnh trĩ vẫn bị tái đi tái lại. Sau đây là phương thuốc đó và cách điều trị cụ thể. Trước hết, người bệnh phải kiên trì, chịu khó, hàng ngày phải mất khoảng nửa tiếng để xong, ngâm hậu môn. Thảo dược trị bệnh trĩ chính là diếp cá, còn gọi là ngư tinh thảo, cả cọng và lá. Loại rau này không hiếm, có bán ở các chợ, giá mỗi bó khoảng 500 đồng. Diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thủng, sát trùng. Các hoạt chất trong diếp cá là quercetin, azoquercetin, có tác dụng lợi tiểu mạch, đồng thời làm bền chắc mao mạch. Tinh dầu diếp cá có chứa diseninol, astenhyde, có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn mạnh, ức chế tụ cầu vàng, liên cầu, trực khuẩn lị. Vì vậy, diếp cá được dùng trị táo bón, bệnh trĩ rất hiệu quả và để chữa viêm ruột, kiết lỵ, bí tiểu tiện, mụn nhọt, lửa ngứa. Thứ đến là củ nghệ tươi. Dân gian coi nghệ là vị thuốc có tác dụng hàn gắn vết thương, nên thường bôi lên các mụn nhọt sắp khỏi để mau liền miệng, lên da non và không để lại sẹo xấu. Củ nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Quả sung. Theo đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt, có tác dụng kiểm tỳ thanh tràng, tăng cường tiêu hóa, sạch ruột, tiêu thủng, giải độc, có thể sử dụng chữa viêm ruột, kiết lỵ, bí đại tiện, trĩ, đau họng, mụn nhọt, mẩn ngứa. Quả sung chứa nhiều loại vitamin Freituia và Datura, là loại quả tuyệt vời cho những ai mắc phải chứng táo bón, nguyên nhân sinh ra bệnh trĩ. Một ít muối ăn. Muối cầm máu tự nhiên, sát trùng, làm chống khô và mau lành vết thương. Trị nước hậu môn dùng ít muối và với nước nóng ngồi ngâm. Cách làm: lá và cọng diếp cá, hai bó nhỏ. Củ nghệ tươi, một củ nghệ bằng đốt ngón tay đập dập. Quả sung, vài quả sung già bổ đôi. Muối ăn, một thìa nhỏ. Bốn loại trên bỏ vào nồi nhỏ, cho vào chừng 2 lít trước rồi đun sôi. Để cho bớt nóng đổ ra bô, đặt dưới chiếc ghế khoét một lỗ đường kính 10cm. Ngồi xong hậu môn khoảng 15 phút. Sau đó đổ nước vào bô, sang thao chậu, pha thêm một ít nước cho bớt nóng và ngồi ngâm hậu môn thêm 15 phút nữa. Dùng khăn mềm thấm cho khô hậu môn. Nấu và xong vào cuối ngày, lúc đói bụng, sau khi tập thể dục, đi bộ. Lưu ý quan trọng: người bị bệnh trĩ nặng khi đi đại tiện nên ngồi trên cầu bệt, tránh ngồi xổm. Đại tiện xong dùng nước từ vòi xịt để rửa hậu môn, không dùng giấy để lau vì làm rách hậu môn. Buổi tối trước khi đi ngủ, nhét viên trĩ vào hậu môn khoảng 10 ngày. Kết hợp với xay lá diếp cá để uống
và ăn như rau sống hàng ngày, cùng với nhiều loại rau, quả như chuối đu đủ. Mỗi ngày uống trên 2 lít nước lọc, chia đều, uống từ lúc ngủ dậy cho đến 19 giờ tối. Kiêng cử đồ ăn cay nóng như tiêu, tỏi, ớt, củ sả, riềng, gừng. Tuyệt đối trong thời gian điều trị, không uống rượu bia dù rất ít. Làm như trên từ 7 đến 10 ngày, bệnh trĩ sẽ thiên giảm thấy rõ. Và sau 1 đến 2 tháng, sẽ thấy bệnh giảm đi rất đáng kể. Nếu người bị bệnh chưa yên tâm thì tiếp tục điều trị thêm 1 tháng nữa. Các búi trĩ sẽ teo và tự co vào trong hậu môn, lành hẳn. Sau khi khỏi bệnh, cũng phải kiêng cử rượu bia, chất cay nóng, luôn giữ cho cơ thể không bị táo bón, luyện tập thể dục thể thao đều đặn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thói quen không ngừng khiến rất nhiều đàn ông mắc chứng tràn bão dưới không nghe. Hút thuốc lá nhiều. Một tạp chí khoa học của Anh đã nghiên cứu trên 65 người đàn ông tham gia chương trình bỏ thuốc lá 8 tuần và đo khả năng cương cứng của họ trước khi, trong khi và sau khi tham gia chương trình. Kết quả cho thấy 75% người tham gia có mức độ cương cứng lớn hơn, dễ bị kích thích hơn khi bỏ thuốc lá. Tương tự, một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Shakespeare đã phân tích mẫu tinh trùng của 1970 nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chưa đến 4% trong 318 tinh trùng của người sử dụng cần sa có kích thước và hình dáng chuẩn. Tinh trùng kém phát triển, ít có khả năng thụ tinh trong trứng hơn. Ít luyện tập thể thao. Trong 932 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 96 người tập luyện thể thao vào một thời gian nhất định, còn 68% hầu như không luyện tập. Đây chính là thủ phạm dẫn tới hiện tượng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, từ đó dẫn tới các chứng bệnh liên quan tới mạch máu não và béo phì ở nam giới, rối loạn dương cương ở nam giới. Stress, căng thẳng. Khi chúng ta bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline hơn. Điều này có ảnh hưởng không tốt, do nó làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu bên trong cơ thể và máu lưu thông đến cõi nhỏ khiến cho quá trình cương cứng bị đình trệ hoặc diễn ra rất khó khăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, ít dinh dưỡng như bim bim, khoai tây chiên, đồ rán sẽ khiến chức năng sinh lý của đàn ông suy giảm. Thay vào đó, hãy tập trung ăn những loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, rau, cá để đảm bảo sức khỏe và sinh lý. Xem nhiều TV. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Rochester, những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đàn ông khỏe mạnh nhưng sống lười biếng được đo bằng thói quen xem truyền hình có chất lượng tinh trùng kém hơn do thiếu hoạt động thể lực. Ít làm chuyện ấy. Có một sự thật thú vị là cậu bé sẽ hỏng dần nếu bạn ít sử dụng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ cho thấy người ít quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương cao. Theo các nhà khoa học, số lần quan hệ hợp lý sẽ tốt cho cả cậu nhỏ và sức khỏe của bạn là 3 lần trên một tuần. Ngủ không đủ giấc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy đàn ông ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong một tuần hoặc lâu hơn thì mức testosterone sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh việc giảm ham muốn tình dục, ngủ ít cũng khiến khả năng sinh sản của bạn kém hiệu quả, xương và cơ bị suy yếu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên sang Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp
tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị rụng tóc bằng nha đam, giúp tóc chắc khỏe ngay tại nhà. Rụng tóc thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại gây tâm lý thiếu tự tin, ngại giao tiếp của người bệnh với bề ngoài. Tuy nhiên, ít ai biết được bí quyết trị rụng tóc bằng nha đam, chỉ cần kiên trì. Kết quả mang lại khiến bạn hoàn toàn bất ngờ. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách trị rụng tóc bằng nha đam. Tác dụng trị rụng tóc của nha đam. Theo truyền thuyết Ai Cập, nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam để tạo ra một làn da mịn màng, tươi tắn. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros đã dùng nha đam để chữa vết thương cho binh lính của mình trong những cuộc viễn chinh. Những dòng chữ tượng hình và những hình vẽ còn lưu lại trên những bức tường ở những đền đài Ai Cập cho thấy cây nha đam đã được biết đến và sử dụng cách đây hơn 3.000 năm. Nha đam có rất nhiều vitamin với hàm lượng cao. Hầu hết các loại vitamin đều có trừ vitamin D. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A, B, carotin, C và E đều cao. Một hàm lượng nhỏ vitamin B1, B2, B3, B12. Các vitamin có tác dụng thúc đẩy các nang tóc phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Axit salicylic có trong lá nha đam là một hợp chất tương tự aspirin. Nó có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa các bệnh về da đầu như viêm căng tóc, trị gầu hiệu quả. Chính vì vậy, nha đam không chỉ được dùng để trị rụng tóc mà còn giúp tóc mềm mượt khỏe mạnh, đồng thời ứng dụng làm đẹp da hiệu quả. Bí kíp trị rụng tóc bằng nha đam. Trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong. Nha đam kết hợp với mật ong là cách trị rụng tóc được nhiều người áp dụng bởi tác dụng kép, ngăn rụng tóc và trị tóc sơ rối, gãy rụng. Cách trị rụng tóc bằng nha đam và mật ong được thực hiện như sau. Dùng dao tách đôi lá nha đam để lấy thịt nha đam, sau đó ép lấy nước cốt nha đam. Trộn đều nước nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp nước ép nha đam và mật ong thoa đều lên da đầu và cả tóc. Massage da đầu nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Dùng gel nha đam trị rụng tóc. Các nhà khoa học cho biết,
Gheo nha đam tươi khi chà lên da đầu có tác dụng kích thích về mặt sinh học, giúp tóc mới mau phát triển. Do đó, nhiều người đã dùng gheo nha đam nguyên chất để chữa rụng tóc tại nhà. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gheo nha đam bên trong, bôi lên vùng da đầu bị hói. Để một lúc cho khô rồi gội sạch. Bạn sử dụng thường xuyên từ 2 đến 3 lần trên một tuần. Trong một thời gian sẽ cảm nhận được kết quả, bởi nó không chỉ giúp những vùng bị hói nhanh chóng mọc tóc lại mà còn giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn. Trị rụng tóc bằng nha đam và chanh. Chanh kết hợp với nha đam không chỉ trị rụng tóc hiệu quả mà còn có tác dụng làm sạch da đầu, ngăn ngừa gầu. Axit tự nhiên trong nước cốt chanh giúp diệt khuẩn kháng viêm, ngăn ngừa các bệnh về da. Cách thực hiện như sau. Tách bỏ lớp vỏ xanh rồi xay nhuyễn tiệt nha đam và lọc lấy nước cốt. Trộn đều nước cốt nha đam với nước cốt của một quả chanh tươi. Sau khi gội đầu và làm khô tóc khi tóc còn độ ẩm, bạn hãy dùng hỗn hợp nước nha đam và nước cốt chanh thoa đều lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu đều vào nang tóc. Sau khoảng 15 phút thì gội lại bằng nước sạch, thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần để có hiệu quả tốt nhất. Trị rụng tóc bằng nha đam và dầu dừa. Nha đam và dầu dừa đều là hai nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn và sử dụng. Nha đam và dầu dừa cung cấp các dưỡng chất cho tóc, giúp tóc mọc trở lại nhanh chóng khỏe mạnh. Cung cấp độ ẩm cho tóc, giúp tóc không còn khô và sơ. Dùng gel nha đam trộn với một lượng dầu dừa vừa đủ. Sau khi gội đầu và làm khô tóc, bạn dùng hỗn hợp gel nha đam và dầu dừa massage tóc và da đầu. Sau khoảng 20 phút thì gội lại bằng nước ấm để loại bỏ dầu thừa. Thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần, tình trạng rụng tóc sẽ được giảm bớt đáng kể đấy. Trên đây là phương pháp tự nhiên giới thiệu tới bạn với hiệu quả một thời gian nhất định. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái nguy hiểm không ngờ của nước dừa. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Nước dừa là loại nước uống tự nhiên, có tác dụng giải nhiệt vào mùa hè rất tốt. Đây là loại nước được sử dụng làm đồ uống phổ biến ở các nước nhiệt đới. Trong nước dừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất như kali, canxi, chlorine có tác dụng bồi dưỡng cơ thể. Theo Đông y, nước dừa có tính hàn, tác dụng làm mát, giải nhiệt cơ thể. Không chỉ làm nước giải khát, nước dừa còn được sử dụng để điều trị bệnh trong một số trường hợp. Ví dụ như nước dừa có thể dùng để làm dịch truyền tại một số nước không có sẵn nước muối y khoa. Thông thường, nước dừa có thể dùng để làm nước điện giải trong trường hợp bị mất nước. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Những trường hợp lạm dụng nước dừa đem lại kết quả xấu được các nhà khoa học thống kê như sau. 1. Uống khi đi nắng về, dễ ngã bệnh. Nước dừa dù là thứ nước dùng để giải khát, giải nhiệt, nhưng kinh nghiệm dân gian từ xưa đã đúc kết đây không phải là loại nước có thể dùng để uống khi đi nắng về. Trong dân gian có câu, đi xa ngoài nắng, về nhà đứng uống nước dừa sẽ trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, ham hấp sốt, thậm chí sốt cao. Nếu vừa thi đấu thể thao hoặc làm những công việc nặng nhọc, mất sức, nếu vội vã uống nước dừa sẽ làm cho chân tay bủ rủ, giảm sức dẻo dai và vặn xạ nhanh nhẹt. Nếu muốn giải khát bằng nước dừa, cần phải tuân thủ một nguyên tắc là ngồi nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục năng lượng, uống nước dừa từng chút một và không uống quá nhiều. 3. Gây hại sức khỏe nếu uống quá nhiều. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, giám đốc trung tâm điện dẫn điều khiển liệu pháp và xoa bóp Việt Nam, nước dừa rất có hại cho sức khỏe nếu uống nhiều với lượng 3 đến 4 trái trên một ngày. Đặc biệt, với những người bị suy nhược cơ thể, huyết áp thấp, thể hàn hai lần, thì tác hại này càng rõ rệt. Chiếu theo Đông y, nước dừa thuộc âm, có tính giải nhiệt, làm mát. Nếu uống với lượng nhiều nhất định sẽ làm giảm huyết áp, mềm yếu căn cơ. Vì thế,
Nếu lạm dụng quá nhiều nước dừa hàng ngày sẽ làm sức khỏe suy yếu đi, huyết áp tụt xuống thấp, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, với những người có sẵn bệnh huyết áp thấp, cảm lạnh, thấp khớp, bệnh trĩ thì không nên dùng vì có thể đem lại những tác hại khôn lường. 3. Những người không nên uống nước dừa. Vì những hạn chế trên của nước dừa mà những đối tượng sau đây cần hạn chế uống nước dừa. Một số trường hợp cần kiêng hẳn nước dừa. Những người được bác sĩ đông y chẩn đoán là có thể tại giặc âm. Những người này thường cơ thể hơi yếu, da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, chân tay hay lệnh, ăn uống khó tiêu, chậm tiêu, dễ bị tiêu chảy, phần mềm. Những người bị bệnh trĩ, huyết áp thấp, thấp khớp, mệt tim do lạnh là những bệnh thuộc thể hàn, nên kiêng nước dừa vì nước dừa cũng thuộc âm, tính hàn. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Thông thường, phụ nữ có thai 3 tháng đầu thích uống nước dừa để con trắng trẻo. Nhưng thực tế, nước dừa chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa, sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng ốm ngán của phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất. Nắm được thời điểm phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhất sẽ giúp cuộc yêu thăng hoa, viên mãn. Nếu đàn ông có thể có ham muốn bất cứ lúc nào thì phụ nữ lại không như vậy. Để kích thích ham muốn tình dục ở phụ nữ, chàng cần có một màn dạo đầu bài bản và đủ mãnh liệt. Tuy nhiên, nếu biết được những thời điểm nàng thèm khát chuyện ấy, bạn sẽ dễ dàng lôi kéo nàng nhập cuộc hơn. Khi ghen. Nghe có vẻ ngược đời, thế nhưng cơn ghen tuông lại chính là thời điểm ham muốn của nữ giới được đẩy lên cao trào. Nàng ghen bởi nàng yêu bạn, càng cảm thấy bị đe dọa và sửa mất bạn. Vậy nên, hãy cho nàng biết bạn yêu nàng mãnh liệt như thế nào ở trên giường. Sau một thời gian không gặp nhau, cảm giác nhớ nhung, mong chờ dồn nén trong những ngày xa nhau sẽ là chất men say cho cuộc sống tình dục của hai bạn. Sau một thời gian bị bỏ đói chuyện chăn gối, nàng sẽ lao vào bạn như hổ vồ mồi. Lúc này, tất cả những gì bạn cần là làm khiến nàng phát điên vì thỏa mãn. Khi hạnh phúc. Tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến ham muốn của phụ nữ. Khi đau buồn hoặc có chuyện bực tức, sẽ chẳng ai có tâm trạng bị nghĩ đến chuyện tình dục cả. Khi hạnh phúc, vui vẻ cơ thể sản xuất ra hormone endorphin, khiến nàng hưng phấn và tăng ham muốn đến bất ngờ. Hai tuần sau kỳ kinh. Không phải tự nhiên mà thời điểm 2 tuần sau kỳ kinh cuối, phụ nữ lại có ham muốn cao hơn bình thường. Đây chính là lúc cơ thể phụ nữ có lượng hormone giới tính nữ cao nhất trong tháng. Do thời điểm rụng trứng, các cặp đôi mong muốn có con thường quan hệ thời điểm này để tăng khả năng thụ thai. Sau khi cãi nhau, bạn và nàng vừa trải qua những giây phút căng thẳng, to tiếng và tranh cãi quyết liệt. Tuy nhiên, sau trận cãi nhau ấy, cách làm lành tốt nhất chính là yêu. Lúc này, phụ nữ rất nhạy cảm, bạn sẽ dễ dàng khơi gợi cảm hứng tình dục nơi nàng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn,
bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm thói quen dễ dẫn đến ung thư vàm họng mà chúng ta vẫn hoàn nhiên làm hàng ngày. Ít ai có thể ngờ rằng những thói quen tưởng chừng vô hại này lại khiến căn bệnh ung thư vàm họng đáng sợ ghé thăm bạn sớm. Như mới đưa tin, các fan và người yêu mến Kim Woo Bin cực sốc trước thông tin chấn động nam diễn viên Hàn Quốc này bị ung thư vàm họng. Cần phải khẳng định rằng ung thư vàm họng là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và đang có xu hướng tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Bạn đừng cho rằng phải vì lý do to tát nào đó mà ung thư vàm họng mới ghé thăm bạn, mà chúng có thể phát triển âm thầm do chính những thói quen sinh hoạt xấu hàng ngày của bạn đấy. Hãy điểm ngay lại với những thói quen thường ngày có thể khiến bạn kết bạn với căn bệnh này. 1. Hút thuốc lá. Thuốc lá được cho là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra căn bệnh ung thư vàm họng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có hàng trăm lọ hóa chất độc hại gây độc tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư cho người hút thuốc như nicotine, benzene, hydrocarbon, nitrit. Khi đốt thuốc, các chất ung thư hít vào phổi gây phá hủy chức năng bảo vệ đường hô hấp, gây viêm niêm mạc và biến đổi tế bào biểu mô, cuối cùng dễ dẫn đến ung thư hô hấp, trong đó có ung thư vàm họng. 2. Uống rượu bia nhiều. Bạn tin không, khi rượu bia là nguyên nhân chiếm tới 1/3 trường hợp mắc bệnh ung thư vàm họng đấy. Vì sao ư? Bởi khi vào cơ thể, dưới tác dụng của enzyme glucagon dehydrogenase, rượu oxy hóa thành acetaldehyde, một chất gây ung thư, gây tổn thương DNA. Việc uống rượu làm tăng acetaldehyde trong nước bọt, làm tổn thương DNA ở các tế bào niêm mạc miệng, họng, thực quản và đường hô hấp trên. Chính những điều này đã làm tăng nguy cơ gây ung thư vàm họng. Vì thế, hãy tránh xa bia, rượu nếu bạn không muốn dính dáng tới căn bệnh này. 3. Yêu bằng miệng. Quan hệ tình dục bằng miệng được nhiều cặp đôi lựa chọn nhằm tăng cảm giác mới lạ trong đời sống tình dục. Tuy nhiên,
Cách yêu này tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư vòm họng đáng sợ. Lý do là bởi bạn hoàn toàn có thể lây hoặc truyền virus HPV cho người ấy. Virus HPV là một loại virus nguy hiểm, đặc biệt là virus HPV 16 có trong tất cả các bệnh ung thư. Khi virus này xâm nhập vào cơ thể qua con đường quan hệ tình dục, chúng sẽ bám rễ ở khoang miệng và gây bệnh. Nếu không chữa trị được dứt điểm, biến chứng của bệnh sẽ dẫn đến nguy cơ ung thư khoang miệng, ung thư vòm họng cao. 4. Ăn quá nhiều thịt đỏ được chế biến sẵn. Thịt đỏ cung cấp cho ta một nguồn năng lượng và chất đạm tốt. Nhưng những loại thịt đỏ chứa nhiều muối hạt chế biến sẵn, đa phần có chứa nhiều muối nitrat hoặc nitrit. Khi hấp thụ vào trong người với số lượng lớn, những chất này dễ gây ra bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vòm họng. Ngoài ra, việc ăn thịt nấu chín ở nhiệt độ cao tạo ra một loại hóa chất được gọi là heterosilic amine cũng tiềm tàng nguy cơ gây ung thư vòm họng. 5. Ăn thực phẩm lên men. Các chuyên gia đã khuyến cáo rằng việc ăn thực phẩm lên men, đồ muối quá lâu như dưa, cà tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là ung thư dạ dày và vòm họng. Sau thời gian ngâm muối lâu ngày, nhiều thành phần trong thực phẩm có thể bị biến chất, dễ làm phát triển tế bào ung thư ở vòm họng, dạ dày. Đặc biệt, đồ muối quá chua, quá lâu, nổi váng có khả năng tích tụ nhiều vi khuẩn độc hại. Vì thế, bạn nên tránh tiêu thụ những loại thực phẩm này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.